Good morning, chào buổi sáng anh em nhớ. Chào mừng anh em trở lại với kênh của tớ. Và tớ vẫn là Leo đây. Hôm nay tớ có một chuyến chụp vào buổi sáng này ha. Chắc là phải mất được cả buổi sáng này, chiều mới có thể đi ship được. Nhưng mà cái đám này thì nó cũng ở gần thôi, nên là mình quyết định mình bắt con xe của mình đi. Hy vọng là các anh áo vàng có thể thông cảm cho. Còn một điều tin vui nữa là cái càng ngang của mình cái càng ngang của mình sau 1.000 cây nó vẫn chưa cong các bạn ạ. Không biết là các bạn trước chạy thế nào hay là có va chạm gì không, nhưng mà có một anh rất là nổi tiếng mình đã theo dõi rồi, và anh ấy cũng bị cạ cả nga các bạn, cạ một bên khi đánh hết lái. Nhưng mà mình có test thử rồi, cũng tình huống như của anh ấy, cũng đánh hết lái rồi, cũng tiến lùi xe các thứ ấy, mà nó còn rơi khoảng cũng khoảng đốt ngón tay đấy, nó sẽ rơi vào khoảng 3 cm gì đó. Đó, nói chung là cũng không đến mức mà nó có thể bị lệch đâm vào trong, hay là do độ trụ không biết nữa. Nhưng mà nếu mà độ trụ nó lệch ấy, thì cái lúc mình đi đường thẳng này, cái vô lăng nó sẽ có thể nó bị đánh lái sang một bên. Thì đấy là về bên kỹ thuật mình không rõ, nhưng mà cái quan trọng là xe của mình hiện tại là nó đang không bị cong cả nga. Đấy, mình rất là mừng cái đoạn đấy. Nhìn mấy anh em mà bị cong cả nga, mà thậm chí những anh em mới mua về không va chạm gì nhá, chạy rất là nhẹ nhàng tình cảm, nhưng mà bị cong cả nga là mình cũng hơi sốt ruột đấy. Nhưng mà đến lúc mình bắt đầu mình test cái xe của mình xem là tình hình có ổn không, rồi cái cách đi của mình nữa, thì hiện tại thì chưa nhá các bạn, một k km rồi. À, hôm nay nữa nó mới được 1k, mới là 9 bao nhiêu ấy, 9 xem nào, chuẩn xác mới được 964 rồi. Nói chung hôm nay là nó sẽ lên 1k km, nó chưa là gì gọi là xúc miệng, nhưng mà khi nào nó đến 12.000 km ấy, thì lúc đấy mới là đợt bảo dưỡng lần đầu, và đấy mới chỉ là chạy hết rô đai của con xe điện nhé các bạn nhé. Nếu bắt đầu mới chuyển sang thì cái con này hiện tại mình đang ưng, chim mừng lắm, chưa thấy có gì là phải lăn tăn cả. Cái thứ hai nữa là cái càng ngang mình thấy nó mình hoang mang thôi, chứ không phải là mình phải đến mức phải lo. Nhưng mà đến lúc quay đầu hay là những cái khúc ngoặt gấp ấy, thì mình sẽ để tâm đến cái tốc độ của nó, để tâm đến cái bản đạp ga ấy, thì nó sẽ là an toàn nhất. Đó, anh em cứ bật cái chế độ an toàn chủ động bằng cơm thì cho là an toàn đúng không? Còn trường hợp mà hên xui mà đâm vào đâu hay múc vào đâu, như cái bác sáng qua con đỏ ấy, bác ấy múc tung cả cái bồn hoa ra xong rồi bảo là càng ai yếu. Gấm cái con Spark nữa là tàu Spark cũ của mình ấy. Chào chút. Con Spark cũ của mình là cái bánh bên tay là nó cũng bị lệch tâm các bạn ạ. Tức là cái bánh xe nó sẽ đồng đều với cái hốc bánh xe ấy. Nhưng mà con của mình nó bị hơi nhao về phía sau, tức là cái hốc đằng trước nó sẽ rộng hơn hốc đằng sau độ chắc phải cỡ gần 1 cm ấy. Thì bây giờ mình biết là khả năng nó bị cong càng nga. Nhưng mà cái con của mình ấy là chủ trước đi như nào mình không biết, nhưng mà cái càng nga của con Spark nó cứng thật. Nó là thuộc dạng hộp cơ chứ không phải là một miếng như của mình đâu, mà nó dày, nhìn nó chắc chắn lắm, nó uy tín lắm. Nhưng mà còn mình như con này thì phải nói là nó mỏng, không thể che giấu được cái sự mỏng manh của nó được. Hơn nữa nó lại là dẫn động cầu sau các bạn ạ. Các bạn phải tưởng tượng là lúc các bạn đạp ga nó sẽ ủn cái xe đi, và nó sẽ tác động một cái lực rất là lớn đến cái càng ngang nếu mà lúc đó mình bẻ lái. Đó, ok, đấy là câu chuyện về càng ngang ha. Còn khi nào mà mình bị lỗi, mình bị cạ càng ngang hay là mình cong càng ngang, mình sẽ khoe các bạn sau nhé. Còn trước mắt thì nó chưa cong các bạn ạ. Ok, thì đấy là câu chuyện của buổi sáng hôm nay. Mình quay lại một shot ngắn thôi. Đây là cái đường mình đi sang từ Nam Sách đi ra Tiền Trung các bạn. Đường này cũng là khá là đông đấy. Đường này gọi là đông đấy. Nếu mà cái tầm sáng mà công nhân đi làm cũng này rất là đông. Thứ hai nữa là như đi con xe điện ấy, thì mình thấy một cái thích hơn xe xăng, đó là cái vút của nó rất là nhanh. Khi mình dừng đèn đỏ mình vút lên ấy, thì nó có thể tách biệt với những cái xe đằng sau, thì nó sẽ an toàn hơn, đặc biệt là xe máy. Nếu mà trường hợp mà mình đi hàng đầu, còn đi hàng giữa hay là bên trên có xe thì thôi, mình cứ giữ tốc độ an toàn là được rồi. Đó, chỉ thế thôi. À, con này trên một cái nữa thì cái loa nó rất là phèn các bạn ạ. Loa nghe không hay bằng con Spark của mình. Mà Spark này sau này mình đã thay hai cái loa trên là loa JBL. Nói chung là cũng có thay loa rồi. Và cái loa đấy cũng rẻ thôi, chỉ hơn 160 một con thôi. Thế là loa đồng trục đấy. Thì nghe nó còn đã hơn cả cái con loa zin của con V3 này nhá các bạn. Gọi là nghe gọi là có nhạc thôi, chứ còn để mà hay thì chắc chắn phải mất tiền thêm rồi. Quan trọng là mình muốn đầu tư bao nhiêu thôi. Đó, câu chuyện buổi sáng này. Ok, thank you anh em nhé. Mình sẽ đi sang bên nhà dâu, nếu mà có gì hay ho về con V3 mình sẽ update tiếp nhé. Thank you anh em. Đây anh em này, cái khúc này gọi là khúc thực tế của con VF3 này. Đây là mình lên cầu nhá, xong là lát nữa sẽ xuống một cái khúc vòng xuyến.
Thì cái điều lưu ý cho anh em khi chạy VF3 thôi, cá nhân mình nhá, lưu ý cho anh em khi chạy VF3 mà đi qua vòng xuyến thì tốt nhất là nhẹ chân ga một tí, lựa lựa góc cua một tí. Bởi vì là các bạn phải hình dung là khi mà ôm cua vòng xuyến là mình sẽ có cua sang bên tay trái đúng không, thì cái lực nó tác dụng lên cái càng ga ở bên phải ấy, nó cực kỳ lớn các bạn ạ, nó rất là lớn. Nó ghi các bạn phải tưởng tượng là người mình còn đang đổ sang bên đấy mà, đổ sang bên phải mà, nên là cái lực nó ghi vào cái càng ga nó rất là lớn. Cái trường hợp mà mình đang ôm cua xong rồi mình đánh lái cao, cái độ biên độ đánh lái cao ấy mà tốc độ cao nữa thì tớ sợ cái lực xoắn nó tác dụng lên càng ga nó cũng hơi khét đấy, nên là nó không đến mức mà cua phát nó mới cong đâu các bạn. Nhà sản xuất nó tính hết rồi, nó ôm cua nó drift, nó chạy trong cái track ấy, chạy thử nghiệm đủ thứ rồi, nếu mà nó cong nó đã cong luôn. Chứ còn anh em mình dùng cái kiểu dạng dùng lâu dài ấy, dùng về cái thời gian dài ấy, nên là những cái khúc cua này hạn chế một tí, nhẹ ga một tí thì nó sẽ êm hơn, nó mượt hơn, và đặc biệt là nó sẽ an toàn hơn cho bản thân mình và những người xung quanh. Thì cái lúc này các bạn hình dung là drift được ấy, con này khả năng drift được ấy, nếu mà có thể cứ phanh tay được vậy, khéo drift thật đấy. Đó là câu chuyện mà mình ôm cua, nên là mình cứ chuẩn bị cái tinh thần một chút, đánh nhẹ thôi, nó thì sau này là mình thoát cua nó sẽ dễ hơn và nó sẽ an toàn hơn. Mình cứ phải chuẩn bị tâm lý xác nhận xác định mà, bởi vì là cái càng yếu nó là sự thật chứ không phải lời đồn nữa rồi, nó là sự thật và nó đang hiện hữu ở trên con VF3, nên là anh em cứ xác định cái tinh thần là đi nó nhẹ nhàng từ tốn đấy, còn hỏng đi sửa nhá, hỏng đi sửa, quan trọng là nó đừng có hỏng nặng liên quan đến nhiều thứ là được đấy, chỉ thế thôi. Còn cái vấn đề mà anh em cứ bàn tán ở trên cái group các thứ là ôi con này rẻ chỉ có thế thôi, rồi mấy ông Vino vào sẽ bảo là 200 triệu chỉ có thế thôi, không các bạn ạ, vì nó sản xuất ở xe nó phải tính toán chứ. Thật ra là con này nó rẻ so với Vin đưa ra mặt bằng Việt Nam thôi, chứ còn để mà sản xuất chuẩn một con như này, ví dụ Toyota thì gắn mã Toyota xem, má nó không đắt hơn con Morning mới lạ ấy. Đó là câu chuyện thực tế các bạn ạ. Để mà năn bánh cho con này mà có logo chữ Toyota thì thôi, nó lại cái X1.5 hay X2 lần giá nữa. Đấy câu chuyện của cả nga ha. Hello anh em nhé, tranh thủ lúc mà dâu rể đang đại tiệc đi, thì mình có đi mình dí sạc cái tí. Thì hiện tại pin của mình là 67%, hôm qua mình sạc được 71. Hôm qua mình sạc từ 11% lên 71 trong vòng 55 tiếng. Thì lúc đấy pin nó lên 42 độ rồi. Thì sáng nay mình tranh thủ mình sạc một tí, pin lên 31 này. Đó, bắt đầu sạc từ 65 thì phải, mình mới cắm sạc thôi. Thì cái con này mình để ý nhá, cái nhiệt độ của pin ấy nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc mình sạc nhanh hay sạc chậm. Đó, cái tầm dưới 37 độ ấy, dưới 37 độ thì nó sẽ ăn khoảng 25 ký. Còn bắt đầu nó lên cao thì nó sẽ hạ dần xuống còn có 10 ký, hoặc là lên 43 độ nó sẽ là 5 ký. Nên là mình sẽ căn cái thời gian mình sạc pin, chứ nó không giống như bọn VF5 với cả VF6 trở lên ấy, thì nó lại liên quan đến cái phần trăm pin. Nhưng con này thì không nhá, kể cả bạn có 90% pin mà nhiệt độ pin lúc đấy khoảng điều kiện cho phép đi, cứ gọi là dưới 35 độ đi, thì nó vẫn ăn 24 ký như bình thường nhá. Nên nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái thời gian sạc. Đấy là mình phải cân đối cái công việc của mình. Nhiều bác hỏi là con này sạc pin lâu không, rồi một lần sạc pin đi được bao nhiêu cây. Thì như cá nhân mình nhá, cái xe nhà mình chạy ship cho các bạn biết rồi này, như cá nhân mình thì là một ngày mình sạc pin một lần, và hôm nào lâu ấy thì mình sạc độ 1 tiếng 20 phút là cao nhất, còn mình sẽ mặc sạc trung bình khoảng 1 tiếng đi. Còn hôm nào mà mình đi ship bình thường về nó còn 40-50% ấy, thì mình sẽ cắm độ tầm 30 phút thôi, cho nó lên độ tầm 90% pin là mình về. Đó, thì đấy là thời gian sạc pin. Còn nếu mà nói về cái khoản km chạy ấy, thì anh em biết là mình chạy không được nhiều đâu, bởi vì là một ngày mình lượn lờ rồi mình chạy vòng vo ấy, thì là 50% cho 80 km các bạn ạ, trung bình nhá, 50% pin cho 80 km. Nhưng km rất ít nhá, đúng không? Nếu tính ra là 100% thì chạy được 160 thôi, đúng không? Nhưng cái thời gian mình bật xe nó sẽ là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, và từ 2 giờ chiều cho đến 6 giờ tối, và từ 7 rưỡi tối cho đến 10 giờ đêm các bạn ạ. Nên là cái cách chạy của mình ấy, cái công việc của mình ấy, thì nó lại không thể đạt được cái km dài. Nhưng bù lại cái thời gian hoạt động của xe nó sẽ nhiều hơn.
bởi vì là mình đi chậm này, rồi nó đi chậm thì nó sẽ được ít km không, xong rồi nhưng mà cái thời gian mình dùng nó sẽ dài, bởi vì là mình đi rồi mình đợi khách, rồi mình nhập hàng, rồi mình ngồi trên xe, rồi mình gọi điện các thứ ấy, thì nó sẽ không kéo dài được cái cây số, mà cái cây số mình cũng không chạy được nhanh ấy. Thì tốc độ trung bình mình chỉ rơi vào khoảng hai mấy 30 km/h thôi, thời gian mình đi chuyển vòng vo trong cái làng ấy. Đấy, đấy là cách mình sử dụng pin nhá. Còn hiện tại là pin đang sạc lên đấy, nói chuyện với anh em tí lên 471 này, pin con này sạc rất là nhanh bởi vì pin nó bé mà. Còn cái quan tâm nhất của cái con này vẫn chỉ là nhiệt độ thôi, chỉ là nhiệt độ của pin thôi. Đấy, căn ke nhiệt độ sạc sáng sớm thì đẹp nhất, đấy là đi sạc trụ nhé các bạn. Còn như mình thì mình sẽ sạc ở nhà, mình đợi sạc, mình sạc ở nhà, nên cái trường hợp mình sạc ở nhà là gần như là mình cắm buổi tối rồi, nên mình cũng không phải đắn đo việc phải ra trạm hay không, hay là tiền cao hay tiền ít. Bởi vì một tháng nếu mà sạc ở nhà, cái điện lưới ở nhà thì nó sẽ tính ở khoảng bao nhiêu ta, cứ gọi là 1 triệu một tháng tiền điện đi, nhưng mà mình chạy một tháng chắc cũng phải cũng căng căng đấy, cũng hơi nhiều đấy. Đây là xe mình lấy được khoảng hơn 10 ngày một tí rồi, mà nó đã gần 1.000 cây rồi, trung bình một ngày là khoảng 70-80 cây. Đó, đó là cách trải nghiệm thực tế của mình nhá. Thế thôi, nó chỉ đơn giản và rung động thế thôi. Được cái hai cái là pin mình mua các bạn ạ, nên là sạc pin là cứ điều hòa mát rượi, ngồi trong xe đợi sạc pin thôi. Còn bây giờ hôm nay mình quên đấy, mình bảo sáng mình bảo vào lấy cái laptop để ra đây mình tranh thủ mình làm ảnh cho khách không, thế là quên mất lại, đi vội quá, thế là lại để laptop ở nhà mất rồi. Thế là đâm ra giờ ngồi chắc chỉ giải quyết được một vài vấn đề ở bên ship thôi, chứ còn ảnh thì chấp nhận là phải đợi rồi. Pin đang lên dần đây này, cứ bình quân khoảng 1% lên được 2 phút nếu mà điều kiện cho phép, điều kiện nhiệt độ cho phép nhá. Chỉ thế thôi, ok, thank you anh em nhá. Sau khi đi bú sạc anh em ạ, từ chạm xong chạy mất 7 cây rưỡi này. Thấy chưa, anh em thấy sự bất tiện chưa, 7 cây rưỡi để đi sạc, cả đi cả về 10 mấy cây. Nhiệt độ pin tăng lên còn 37, lúc mình rút sạc là 36, bây giờ pin đang 92, mình mất 3% rồi. Thì bây giờ là 10:37 anh em nhé, mình sẽ bật chế độ cắm trại. Đó, xong bắt đầu mình đây, cắm trại đang chạy rồi này. Sau đó mình sẽ để điều hòa ở mức thấp nhất này, lấy gió trong đi, rồi quạt mình để mức 1 thôi, để mình duy trì cái nhiệt độ trong xe nó mát. Và bây giờ mình sẽ vào trong đám cưới kia mình chụp tiếp. 10:37 chắc là khoảng 1 giờ kém nữa mình sẽ ra đây để xem nó mất bao nhiêu phần trăm pin nhá. Ok anh em ơi, sai lầm anh em, cái mé bên đằng kia mát thì không đỗ, đỗ ngay chỗ nắng, nhưng mà được cái vào xe nó chưa được mát lắm đâu anh em ơi, tôi để quạt thấp quá, nhiệt độ thấp quá, nên là nó chỉ gọi là đỡ nóng thôi chứ nó không được mát te đâu. Mình lại đỗ ngay ở cái chỗ trời nắng chứ. Trời ơi. Rồi nhá, bây giờ mình kiểm tra pin nhá. Mình nãy mình không nhớ là bao nhiêu phần trăm pin nữa cơ. Bây giờ là 12:41, còn 87% pin, nhiệt độ pin đã hạ xuống 1 độ là còn 36 độ hai anh em. Đây tôi để chế độ cắm trại nhá, để chế độ cắm trại nhưng mà bật điều hòa hơi thấp, đang nóng đây. Ok, đám cưới của tớ xong rồi. Thì khoe với anh em tí nào, tớ đang đọc cái giá nóc này rồi. Giá nóc nó, tí mình show hình trên này. Cái giá nóc này khoảng 2 triệu tiền ship mình không tính nhá, ship về Hải Dương mình không tính. Tiền 2 triệu mình về mình tự nắp xem là nó có ok không, nó có hợp lý không nhá. Nhưng mà cái mẫu này đúng mẫu mình thích ấy. Quan trọng là hy vọng là về ấy, nó sẽ khớp và nó sẽ cứng nhá. Thì anh em có thể đi sau mình cũng được để mình chụp ảnh cho. Thì cái quan trọng là cái giá nóc này nó làm sắt, sắt sơn, người ta gọi gì này, nói chung là sắt chứ không phải là nhôm, mà nó bảo là nó sơn gì, sơn tĩnh điện, đúng rồi. Thì nó sẽ là chắc chắn chứ nó không phải là về nắp như giá nhôm hôm nọ mình sờ thế năm nhìn chán quá đấy. Thế là nếu mà tối nay kịp thì mình sẽ show cho anh em, còn không thì ngày mai mình sẽ làm một video riêng về cái giá lóc đó nhá. Thôi xin phép anh em, bây giờ mình xong việc mình về ăn cơm, xong rồi mình còn đi lấy hàng, chiều chạy ship tiếp. Ok, ngoài trời giờ nắng cực luôn, để xem nào nhiệt độ ngoài trời. Làm gì có chạy 29 độ, nó mất cái nối rồi, nó không có mạng. Giờ chắc phải 32-33 độ rồi, nó không ấy rồi. Ok, thế thôi, mình cứ đi về đã nhá. Ok, đây là quê Hải Dương. Thank you. Anh em ơi, ban trưa trời nắng, mình đỗ xe nắng á. Mình có để chế độ cắm trại và bật điều hòa ở mức nhỏ, cứ gọi là mức nhỏ đi, quạt số 2. Thì mình đỗ xe khoảng 2 tiếng, đúng 2 tiếng tròn đấy, mình mất từ 92 xuống còn 86%, mình mất 6% pin cho 2 tiếng mở điều hòa ở chế độ cắm trại.
mở xe phơi nắng ở ngoài. Nhưng mà hôm nay là mình test, nhưng mà mình để cái quạt gió hơi bé, không có cái mức nhiệt độ, cái mức lạnh này hơi bé, mức thấp nhất đấy, nên là nó cũng chưa hiệu quả lắm, tức là nó vẫn còn đang hơi hầm hập nóng. Chứ còn để mà xe mắt te mắt căng, mình cứ cho khoảng 8% pin đi, 2 tiếng 8% pin, tức là 1 tiếng là mất 4% pin nếu mà độ chế độ cắm trại. Để đấy xong chụp ảnh ra, xong rồi ngồi lên xe vẫn mát te anh em ạ. Thích. Đấy, hợp lý các bạn ơi. Các bạn là xe nhà mình đi thì nó không tốn km mà nó lại tốn điện cho cái điều hòa nhiều nhất. Vì điều hòa gần như là bật xuyên suốt luôn đấy. Nghe hợp lý nhờ. 4% pin, 4% pin là tính ra bao nhiêu tiền ta? Khó tính ta. À, chắc cỡ vài nghìn để cho cái xe nó mát. Thậm chí là đồ đạc này, máy móc mình để trong xe rất là thích luôn. Nên là cái việc mà mình đi đâu dài dài hoặc là mình đi làm mà có việc 1 đến 2 tiếng mình bật chế độ cắm trại, nó lại là chân đái các bạn ạ. Bật chế độ cắm trại để mình cho xe nó mát, và đồ đạc mình để ở đây, thậm chí là vợ con nó ngồi đây nó chờ mình khi mình đi làm chụp ảnh cũng được. Cũng hợp lý, nhưng mà cái lưu ý là cứ đỗ ở gốc cây nó mát mát tí nha các bạn. Mình sáng mình đỗ ở góc đấy mát ơi mát, cứ nghĩ là cái hướng đấy là hướng tây, là hướng đông thì nó sẽ không bị nắng. Ai dè đâu, để chắc lúc mình bắt đầu đi là nó nắng rồi. Nó vào đầu nó nắng vào nóc xe, xong rồi ra xe nó làm gì che được tí mát nào đâu. Thế là đâm ra là xe nó vẫn còn hầm hập nóng. Lần sau là mình sẽ phải kiếm được chỗ nào mát, mình chui vào đấy. Xong mình bật điều hòa, nghe nó hợp lý nhở. Rẻ, ngon, bật điều hòa tốt. Ôi giời, V3 vẫn là chân áo anh em ạ. Để mà nói về độ hoàn thiện con này thì nó chỉ được 98% thôi anh em nhé. Đây này, thấy chưa? Anh em nhìn thấy không? Đây này, đây này, nó này, đó. Nhưng mà nó cũng chỉ là vấn đề nhỏ đối với mình thôi các bạn. Hai tiếng đồng hồ mở điều hòa để chế độ cắm trại để đi vào chụp ảnh chỉ mất có 8% pin. Đấy là không đỗ chỗ mát, đỗ chỗ mát nó còn ít pin hơn nữa. Hợp lý các bạn. À, chỉ vì nên ra lóc nhé, đang đợi nó ship về rồi. Nhưng mà nghe chừng là phải ngâm cứu lại, bởi vì là nó phải khoan thằng này. Để mình về rồi mình test thử rồi mình ngâm cứu cho. Bản demo thôi. Cũng cam mà nó có chữ V này đẹp. Y chang con V3.